Cưới Vợ Quê, tác giả Định Làm, tập 2. Trở về phòng, Trúc thay dội bộ quần áo năng động. Lần này cô rút kinh nghiệm, mặc thêm áo khoác rộng, bỏ tiền và giấy tờ tùy thân vào. Sau đó bước ra khỏi cửa, thì bất ngờ chạm mặt thấy Hiển. Thấy môi của anh chảy máu, Trúc bối rối tránh né, liền bị anh kéo lại. Cô muốn đi đâu hả? Tôi đi mua điện thoại và đăng ký lại cái SIM. Vậy để tôi chở cô đi. Anh lo việc của anh đi. Việc của anh quan trọng hơn. Nói nhiều thiệt đó. Mau đi, tôi chở cô đi. Nói rồi thấy Hiển kéo Trúc lại cái chỗ chiếc xe, mở cửa nhét Trúc vào bên trong, trong sự bất lực của cô. Như chợt nhìn thấy cái gì đó để trên xe, Trúc liền kéo thấy Hiển đối diện với mình, rồi vươn tay lấy cái băng keo cá nhân ở trong tầm mắt, cẩn thận dán vào chỗ đang rớm máu trên môi anh. Cô nói, như vậy sẽ đỡ rát hơn. Thấy Hiển sững sờ trước hành động của Trúc, nhưng không biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài. Trên đường đi, Trúc mới có dịp hỏi Thấy Hiển vài câu. Anh làm công ở trong nhà này hả? Ừ, đầu bếp. Mà cô hỏi làm gì? Hỏi cho biết. Anh làm được bao lâu rồi? Làm từ lúc 20 tuổi tới bây giờ. Trúc hơi sửng sốt. 20 tuổi tới nay, nói vậy là anh đang ở đây 15 năm rồi hả? Ừ. Chắc là anh nhiều tiền lắm. Hỏi làm gì? Hay là anh cho tôi mượn một ít đi. Một ít của cô là bao nhiêu? 1 tỷ. Anh có 1 tỷ không cho tôi mượn? Tôi có 1 tỷ. Vậy anh cho tôi mượn đi. Em tôi phải có tiền để ghép tim. Sau khi ghép tim xong còn phát sinh rất nhiều chi phí khác. Nếu mà không có tiền, ba tôi sẽ bán nhà. Lúc đó chắc tôi cũng không còn tâm trí đâu mà đi học nữa. Nghe cô nói, Thấy Hiển hơi ngạc nhiên. Cô còn đi học sao? Tôi vừa mới nhận giấy báo trúng tuyển Đại học Kinh tế. Tháng 9 này là tôi bắt đầu nhập học. Vậy cô đi lên đây làm thêm, ba cô có biết hay không? Ba tôi biết, chỉ là ba không biết tôi đi làm giúp việc thôi. Thấy Hiển bắt đầu đăm chiêu. Sau một lúc anh nói, nếu cho cô mượn thì cô làm sao để trả tôi? Tôi trả góp, được không? Có nhiều tôi sẽ trả nhiều, có ít tôi trả ít. Miễn khi nào hết thì thôi. Nhưng số tiền đó tôi để cưới vợ mà. Cho cô mượn đến lúc tôi cưới vợ cô không có trả kịp thì sao? Mà anh có đối tượng để cưới chưa? Chưa có. Trúc ngạc nhiên nhắc lại. Chưa có đối tượng? Anh đùa với tôi đó hả? Nhìn anh đẹp trai nam tính như vậy mà chưa có bạn gái, tôi không có tin đâu. Nếu có rồi thì mắc gì tới nay tôi chưa lấy chứ? Cũng đúng ha. Nếu chưa có đối tượng thì anh cứ cho tôi mượn đi. Thôi, chuyện này để tính sau đi. Tới tiệm điện thoại rồi kìa. Thấy Hiển dừng xe lại rồi mở cửa bước xuống trước. Anh đi vòng qua bên này mở cửa cho Trúc. Trúc bước vào cửa hàng điện thoại với tâm trạng không có mấy vui vẻ. Ngày nào chưa có tiền là ngày đó chưa có thể cười nổi. Nếu là chỉ có chi phí phẫu thuật thôi thì không có nói. Đằng này sau phẫu thuật còn phải nằm lại bệnh viện cho bác sĩ theo dõi, chi phí vô cùng tốn kém. Thấy Hiển vào luôn bên trong, mà Trúc vẫn còn lững thững bên ngoài, đến mức bị anh lôi vào cô mới hoàn hồn trở lại. Sau một hồi chọn lựa, Trúc quyết định lấy cái điện thoại 4 triệu. Cô cũng sắp là sinh viên đại học rồi, nhiều tài liệu học tập cần phải lưu nên chọn cái điện thoại thông minh để dễ dàng cho việc học hơn. Điện thoại 4 triệu đủ cho cô dùng rồi. Sau khi thanh toán, Trúc vẫn không có biết 10 triệu mà Thế Hiển đưa dư ra một tờ 500 ngàn, nên mua xong, cô nhờ anh chở mình đi đăng ký lại cái SIM. Nhà mạng cũng ở gần đây nên không mất quá nhiều thời gian. Anh đi làm đi, tôi ở đây đợi bạn một lát rồi về. Cô có biết đường về nhà hay không đó? Cô mà đi lạc mất công bà chủ qua mắng tôi à. Không có lạc đâu mà, anh yên tâm đi. Trúc đẩy Thế Hiển vào trong xe,
Cô đứng nhìn bóng xe khuất dần rồi mới chịu quay trở vào bên trong. Trúc cẩn thận cài đặt lại Facebook, Gmail, thông tin liên lạc của bạn bè, người thân rồi nhanh chóng gọi điện cho ba. Chuông reo một lúc, Trúc mới nghe được giọng quậy quải của ba. Sao mà hôm qua tới nay ba gọi cho con không có được vậy? Sợ ba lo cho mình nên Trúc nói. Điện thoại của con rớt bị hư, con mới sửa xong. Làm cho ba lo muốn chết luôn đó. Từ hôm qua tới bây giờ gọi con không có được, sốt hết cả ruột đây nè. Em sao rồi ba? Ghép tim thành công rồi con à. Bây giờ ở lại bệnh viện để bác sĩ theo dõi thêm. Vậy thì mừng quá, cuối cùng cũng qua khỏi. À mà ba ơi, ba bán nhà luôn sao ba? Phải bán con à. Sau khi em con về nhà, phải đi tái khám hàng tháng nữa. Tiền viện phí đóng chưa có đủ. Bây giờ ba về dưới hỏi mượn thêm. Đợi bán được nhà, mình trả sau. Ba có nghe gì bảy nói là bác hai của con ngỏ ý muốn mua lại ngôi nhà đất là 500 triệu. Nếu xoay không có được, chắc phải bán con à. Nghe ba nhắc tới bác hai, trong lòng của Trúc trào dâng nỗi bất mãn. Cô nói, cái ngôi nhà đó tệ nào cũng được 1 tỷ hơn. Bác ấy nhân lúc mình khó khăn ép giá cho ba bán đó. Mười mấy năm qua, bác có ngó ngàng gì tới mình đâu. Bây giờ hay tin em Minh ghép thêm thì qua nói chuyện tình nghĩa. Con thấy ông ta đang thừa nước đục thả câu đó. Nếu ông ta thương ba thì đã cho ba mượn tiền rồi. Ba đừng có bán cho ổng nghe. Không bán thì tiền đâu mà có liền để lo cho em đây. Số tiền bán miếng giường sắp hết rồi. Ba đừng có bán nhà cho bác hai. Ba để con tính cho. Con đang mượn tiền của bạn. Ba đợi con mấy hôm nữa. Ba đừng có bán nhà cho bác nghe. Trúc sốt ruột, liên tục dặn dò ba đừng có bán nhà. Trong điện thoại, ba của Trúc nghe cô nói vậy thì hoang mang theo. Ai cho con mượn tiền? Mà con mượn ai? Trời ơi, đừng có đi vay mượn xã hội đen nha con. Tụi nó liều, chuyện gì nó cũng dám làm hết đó. Lo học hành đi, chuyện người lớn để người lớn tính. Trúc nghe ba nói, tâm trạng càng kích động hơn. Cô nức nở dặn đi dặn lại ba mình. Con không có đi vay mượn bậy bạ đâu. Ba hứa với con, ba không có được bán nhà cho bác hai đâu đó. Ông ta bạc tình bạc nghĩa với nhà mình, con không muốn ba bán cho ông ta. Ừ, ba hứa, được chưa? Khi nào con rảnh thì vào bệnh viện thăm em. Bây giờ con đang ở đâu đó? Khi nào thiệt là rảnh con ghé. Bây giờ con làm phục vụ trong quán ăn. Thôi, con cúp máy nha ba. Ừ, làm cẩn thận đó. Cố giữ gìn nghe con. Dạ, con biết rồi. Ba mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Gặp khó khăn thì phải báo cho cha mẹ biết nghe chưa? Dạ. Cúp điện thoại, Trúc lau dội hàng nước mắt còn vương trên má, đang định tìm chú xe ôm nào đó để về thì bất chợt con Hân nó gọi tới. Hân là bạn học cùng lớp của Trúc năm cấp 3, nó đang học năm nhất đại học kinh tế, bởi vì Trúc từng bỏ dở một mùa thi nên hai đứa không có được học chung. Trúc không chần chừ mà ấn kết nối. Chuyện gì đó mày, gọi tao có gì không? Rảnh không? Gặp nhau nói chuyện một chút. Bây giờ mà đang ở đâu đó? Quán trà sữa gần siêu thị Copmark đó. Chỗ mà hồi... Hân định nói gì thêm thì bị Trúc cắt ngang. Ở đâu thì mày qua đây rước tao chứ tao có rành đường đâu. Vậy mày nhắn địa chỉ qua đây cho tao đi. Nghe Hân nói vậy, Trúc lập tức nhắn địa chỉ qua cho cô bạn. Và gần nửa tiếng sau nó đã có mặt. Hai đứa quyết định tìm một quán ăn ven đường để ăn sáng rồi nói chuyện. Hân gọi 2 tô hủ tiếu và 2 ly trà đá. Ăn đi, hôm nay tao bao mày. Thôi, mày cũng có hơn gì tao đâu, bao cái gì. Tao hơn mày ở chỗ người nhà tao khỏe mạnh. Tao có công việc làm thêm rồi, hôm nay tao còn được lãnh lương. Mày nói sao thì tao nghe vậy đó nghe. Trong lúc ăn, Hân có hỏi Trúc về mối quan hệ với Tâm. Nhân tiện Trúc kể hết những gì mà mình biết về Tâm cho bạn nghe. Nghe xong, Hân thật là muốn chửi thề. Trên đời này sao còn tồn tại cái loại đàn ông khốn nạn như vậy được chứ? Có nhiều nữa là đàn khác. Rồi bây giờ mày với hắn sao rồi? Tao chặn hết liên lạc với tên Tâm đó rồi. Nghe Trúc nói, Hân đơ ra mấy giây. Thảo nào, mấy hôm nay anh ta cứ lên mạng than thở cô đơn. Thôi, đừng có nhắc đến cái tên Tâm đó nữa. Mày tìm tao có chuyện gì hôm nay không? Cũng có gì. Tính rủ mày đi làm phục vụ nhà hàng với tao. Lương tính theo giờ, bao ăn. Chắc tao không có đi được rồi. Tao có công chuyện làm rồi. Làm chuyện gì? Làm giúp việc lương tháng 10 triệu.
Hân sửng sốt. Làm giúp Diệp lương tháng 10 triệu, làm ở đâu ngon vậy? Làm ở gần đây thôi, nhà giàu lắm. Làm giúp Diệp mà mày có thời gian đi ra ngoài luôn hả? Hôm nay là tao xin ra ngoài. Nếu mày đã có việc làm thì thôi. Mà tao nói cho mày biết chuyện này nè. Hôm qua ông Tâm nhắn tin cho tao hỏi về mày quá trời luôn đó. Tao không có biết chuyện gì nên chỉ trả lời qua loa thôi. Tính hôm nay hỏi mày đó. Mày cứ mặc kệ anh ta đi. Hình như anh ta không có buông bỏ được mày đâu. Trúc cười mỉa mai. Cái đó thì mày yên tâm đi. Khi nào tìm được mối khác tốt hơn, tự giác anh ta sẽ quên tao ngay đó mà. Ăn xong, mày chở tao tới bệnh viện được không? Tao muốn thăm em Minh. Được mà, hôm nay tao rảnh, mày muốn đi đâu tao chở đi. Cảm ơn mày nghe. Sau khi ăn xong bữa sáng, hai cô nàng chở nhau đến bệnh viện tim quốc gia. Vừa lúc đến nơi, cả Hân và Trúc tình cờ nhìn thấy một cảnh tượng hết sức bất bình. Một người đàn ông ra tay tát liên tiếp hai cái vào mặt một người phụ nữ trẻ. Tò mò nên cả hai đứa đứng lại xem. Vừa đánh, anh ta vừa nói. Mày đừng có tưởng là tao không biết những chuyện mày làm sau lưng tao nghe không? Tao mà phát hiện ra lấy tiền của tao đem về cho ba má mày nữa, thì mày đừng có trách tao tại sao mà tao ác đó. Người phụ nữ đó cũng không hiền mà gân cổ cãi lên. Hồi quen nhau, anh cứ hứa anh sẽ nuôi tôi, yêu thương tôi. Tôi mới lấy có 50 triệu đóng tiền viện phí cho ba mẹ, mà anh đã dở cái thói gia trưởng rồi. Anh làm vậy anh có coi được hay không? Hồi xưa tao có tưởng mày là phụ nữ đàng hoàng, đức hạnh, ai ngờ đâu cũng là cái hạng dễ dãi lên giường với trai. Không những đã có chồng rồi, mà bao năm qua mày có sinh được cho tao một đứa con nào hay không? Trong khi tao đi khám, bác sĩ nói là bình thường, thì vấn đề nằm ở mày chứ còn ai nữa. Ly hôn, cái thứ như mày còn ở lại nhà tao có ngày phá sản à. Nói xong, người đàn ông bóp chặt lấy cầm của cô gái sỉ nhục không thương tiếc. Hồi đó, tao mà nghèo như cái thằng đầu bếp của mày, thì mày có lấy tao không, hả? Mày quen nó chỉ để qua đường thôi. Khi nào có mối tốt hơn là mày không có ngại đá cái thằng bồ gắn bó với mình. Mai mốt tao mà có phá sản, chắc mày cũng bỏ tao mà đi tìm đại gia thôi đó. Nói rồi, người đàn ông hất mạnh cô gái qua một bên, khiến cho cô té ngã xuống. Còn mình thì ngồi vào xe hơi phóng đi mất dạng. Còn Trang thì sững sờ, vẫn không thể nào hiểu nổi tại sao quá khứ của mình mà anh chồng khốn nạn lại biết được. Cô gái từ đâu tới, chỉ biết khóc chứ không có dám nói hay phản bác thêm một câu nào nữa. Cô ta cũng không biết vì sao hắn lại biết rõ về quá khứ của mình. Mà kể cũng lạ, những người xung quanh sau một hồi hóng hớt chuyện thì cũng giải tán. Hân và Trúc thì thầm nói nhỏ với nhau. Mai mốt chắc tao mới dám lấy chồng giàu đâu mày ơi. Trúc cười rồi nói, đừng có quơ đũa cả nắm như vậy, đâu phải ai giàu cũng gia trưởng như đàn ông đó đâu. Ngoài xã hội có khối người như vậy đó chứ. Ai, tao biết vậy, nhưng đề phòng vẫn hơn, quen ai thì phải tìm hiểu cho kỹ vô, kẻo lấy nhau rồi hối hận không có kịp đó. Thôi đi cô nương, khi nào có bồ thì hẳn tính, bây giờ thì đi thôi. Nói rồi, Hân và Trúc dắt xe vào cổng bệnh viện. Đi được một đoạn, Hân nhớ ra gì đó nên đã khựng lại. Mày không có định mua quà cho em mày hả? Đi tay không vậy sao? Trúc tròn mắt kinh ngạc. Mày không nhắc thì tao cũng quên mất rồi. Cả hai dẫn xe trở ra thì vô tình nhìn thấy gương mặt của cô gái bị chồng đánh đó. Gương mặt rất đẹp, ngũ quan hài hòa, toát lên một vẻ đẹp vừa quyến rũ lại vừa mong manh, cho người ta cảm giác nhìn vào lại muốn che chở. Mau lên xe đi, còn nhìn gì? Trúc nhìn theo bóng lưng cô đơn của cô gái đó, đến khi giọng nói gấp gáp của Hân vang lên, Trúc mới quay đầu lại đáp. Lên liền đây nè. Mày bị cái gì mà nhìn con gái người ta chằm chằm vậy? Nảy sinh lòng trắc ẩn hả? Cứ cho là vậy đi, tao thấy cô gái đó tội nghiệp. Coi chừng bị lầm nha con, có nhiều chuyện thấy như vậy chứ không phải vậy đâu. Thôi bỏ qua cái chuyện này đi, tao với mày đi mua đồ lẻ đi, nó còn gì. Vậy là cả hai ghé vào một siêu thị gần đó mua quà cho Minh. Đến lúc thanh toán tiền, Trúc sững sờ nhận ra số tiền mà tối hôm qua thấy Hiển đưa cho cô dư ra 500 ngàn. Thôi, tới tối sẽ về trả lại cho Thế Hiển vậy. Cả hai mua đồ xong thì quay trở lại bệnh viện. Ba mẹ và em Minh thấy Trúc tới thì vui lắm. Hôm đó Trúc và Hân ở lại bệnh viện đến 6 giờ tối mới về. Trước khi ra về, Trúc còn dặn đi dặn lại với ba không có được bán nhà cho bác hai. Về đến nhà đã gần 7 giờ tối.
trước khi tạm biệt nhau, Hân nó còn chọc cô. Ê, nhà giàu vậy có con trai không? Tao cũng không biết nữa. Tiếc mày ha. Nghe nói Trúc cao mày khó hiểu. Sao mà tiếc? Nếu tao mà làm mày là tao cua luôn cậu chủ nhà này, làm dâu nhà giàu cho sướng tấm thân. Nghe con bạn nói vậy, Trúc xanh mặt vội vàng bụm miệng nói lại. Nè, đừng có nói bậy, chủ cả người ta nghe lại không có hay đâu. Vừa dứt câu là bên tai truyền tới một giọng nói chanh chua của Thu Quyền. Tao nghe hết rồi. Hân và Trúc đứng hình, đồng loạt quay đầu lại nhìn vào cổng nhà. Đang hé mở thì kinh ngạc nhận ra Thu Quyền đã đứng ngay chỗ chậu cây từ bao giờ. Gương mặt Trúc xám xịt vì nhận ra cô ta có lẽ đã nghe hết cuộc trò chuyện của cô và Hân. Trúc và Hân nhìn nhau hoang mang, nhưng chưa kịp nói cái gì thì bên tai lại tiếp tục nghe giọng của Thu Quyền. Đũa móc mà đòi trèo mâm son. Nói xong, Thu Quyền khinh ra mặt, còn không đợi Trúc và Hân nói đã ngoảnh mặt đi vào nhà. Vào nấu mì cay cho tao ăn đi, còn đứng đó nhiều chuyện nữa, tao đuổi việc thì đừng có trách à. Thu Quyền vừa đặt chân vào đến hành lang thì quay mặt ra lớn tiếng dọ nạt bằng những ngôn từ của người bề trên, khiến một đứa nổi nóng như Hân cũng muốn lao vào ăn thua đủ. Nhưng Trúc đã kịp thời ngăn cô bạn. Mày muốn hại tao mất việc hả? Hân ấm ức không chịu được. Mày biết con nhỏ đó là ai không? Trúc ngạc nhiên. Con gái của chủ nhà. Nhìn cái bản mặt hách dịch của nó là tao biết rồi. Nó với ông Tâm học cùng một lớp đó. Con nhỏ đó thích ông Tâm. Vậy thì sao? Nó cố tình hành hạ mày chứ còn sao nữa. Tao đảm bảo là nó biết mày là bồ của ông Tâm đó. Nếu vậy tao ước gì hai người đó thành đôi đó. Mày cẩn thận nghe không? Ở chung nhà với nó, có ngày nó đâm sau lưng không hay đó. Tao biết rồi, mày yên tâm đi. Bây giờ tao về, có gì tao ghé thăm mày sau nghe. Nếu nhắm không có làm nổi thì gọi cho tao, kiếm công chuyện khác, ngu gì để người ta đè đầu. Nói rồi, Hân phóng xe đi mất. Trúc thở dài bước vào nhà, đã thấy Quyền ngồi gác chân lên ghế rung đùi. Vừa thấy Trúc bước vào, cô ta lên tiếng. Đi nấu cho tao tô mì cay đi. Nấu xong rồi lên phòng của tao đó, gom đống quần áo dơ trên giường đi giặt, ủi sấy cho đàng hoàng, mai tao còn có việc đi sớm đó. Dạ. Trúc đáp một câu dửng dưng, rồi đi thẳng vào phòng bếp. Cô không biết nấu mì cay cho nên lên mạng tìm hiểu một chút. 30 phút sau, tô mì cay nóng hổi ra lò. Trúc cẩn thận mang ra để lên bàn cho Thu Quyền. Mì tới rồi, cô ăn đi. À, không mì nó nở ra ăn không ngon đâu. Trúc vừa mới dứt câu, Thu Quyền liền ngồi bật dậy. Trúc cũng không có vội đi ngay mà chờ đợi cô ta động đũa. Thu Quyền ăn một miếng thì chê ổng chê ẹo, rồi nói Trúc đi làm lại cái tô khác. Trúc không đôi co mà nhỏ nhẹ nói. Vậy cô muốn ăn mì cay như thế nào? Mì cay mà mày cũng không có biết làm, đi hỏi tao. Tôi cũng đâu có phải là đầu bếp đâu. Không có nói nhiều, mày đi làm tô khác cho tao. Chừng nào vừa ý tao thì thôi. Hay là cô theo tôi vào bếp đi. Cô chỉ gì tôi làm theo cái đó. Nếu vậy để tao vào làm luôn cho rồi đi. Sai mày làm gì? Còn làm được thì cuốn xéo về quê đi. Trúc thở dài, cảm thấy ngột ngạt khó chịu. Cuối cùng thì vẫn ngoan ngoãn bưng tô mì bị chơi đó quay trở lại phòng bếp nấu một tô mì khác. Qua nửa tiếng Trúc lại bưng một tô mì khác lên thì tiếp tục bị Thu Quyền chê dở. Cô làm tới làm lui, làm mấy bận, làm tới 9 giờ đêm vẫn không vừa ý Thu Quyền. Cô biết cô ta cố tình gây khó dễ cho mình, nhưng phận làm thuê như cô cãi lại thế nào đây? Nên cuối cùng nhịn nhục làm theo. Đi làm một tô khác cho tao. Hôm nay mà mày không có làm tao vừa ý, thì mai mày nghỉ việc luôn đi. Dạ, tôi biết rồi. Tôi hy vọng cô thức đợi tôi, đừng có bỏ đi ngủ là được rồi. Cô muốn tôi làm gì tôi chịu theo cô hết. Trúc lại mang tô mì mà cô ta không dự ý trở vào trong. Nhìn số nguyên liệu bị phí phạm mà tiếc hùi hụi nên đành ăn hết mì, thịt và tôm. Cuối cùng thì cô gắp lên hết số thịt bò, tôm, mực đó trong tô mì như những lần trước rồi nấu lại một tô khác. Lúc mở tủ lạnh ra, Trúc phát hiện số nguyên liệu tươi sống chỉ còn đủ một tô cuối cùng. Trúc thở dài một hơi, cố gắng nấu ngon nhất. Qua nửa tiếng,
cô mới đem ra xuống bàn. Thu Quyền sau khi nếm xong thì lại tiếp tục chê. Đem đi đổ, nấu lại tô khác. Nghe Thu Quyền nói vậy, Trúc cũng không có muốn nhịn thêm nữa. Cô nói, hết mì, hết nguyên liệu rồi, bây giờ cô muốn ăn cũng không có đâu mà nấu. Dứt lời, Trúc kéo ghế ngồi xuống đối diện Thu Quyền, rồi cầm đũa lên ăn ngon lành cái tô mì trước mặt của cô ta. Thấy thái độ dửng dưng của Trúc, Thu Quyền bực tức gào lên. Thôi kêu mày đi làm cái tô mì khác cho tao. Trúc không nói gì, cô buông đũa xuống chạy dội vào trong bếp, nấu nhanh một tô mì gói rồi đem ra ngoài. Mì tôm của cô đây nè. Trúc dằn tô mì xuống mặt bàn, rồi thản nhiên ngồi lại chỗ cũ, ăn tiếp tô mì cay đầy ắp thịt bò. Hồi nãy cô cũng ăn nhiều rồi, nhưng vì muốn chọc tức Thu Quyền nên cô quyết ăn tiếp. Đang ăn thì bên tai bất ngờ truyền đến một giọng nói giận dữ của Thu Quyền. Cái con kia, mày giỡn mặt với tao phải không? Trúc giả vờ ngây thơ. Từ nãy tới bây giờ em nấu 5 tô mì cay, nhưng cô toàn là chê không có muốn ăn, kêu em nấu lại. Bây giờ thì mì cay cũng hết, nguyên liệu cũng hết, chỉ còn mì thường thôi. Cô không ăn thì em ăn tiếp nha. Nói xong, giả vờ ở một cái rồi nói thêm. Em nghĩ cô nên khám cổ họng của mình coi có vấn đề gì hay không để còn biết mà trị sớm. Hồi nãy giờ em ăn mấy tô mì mà cô chê đó, ngon quá xá là ngon luôn à. Mì này cô không ăn nữa phải không? Không ăn, em ăn tiếp à. Trúc mở to đôi mắt tròn xe ngây thơ nhìn Thu Quyền, khiến cô ta giận đỏ mặt, hất thẳng tô mì vào người của Trúc. May là cô tránh được. Trúc không cảm thấy khó chịu mà ngược lại còn thấy rất là mãn nguyện. Ngoài mặt cô tỏ ra sửng sốt, kinh hoàng tột độ. Thực chất bên trong vui không tả nổi, vì cuối cùng cô cũng đã chỉnh được một cô tiểu thư kiêu căng ngạo mạn. Trúc biết vì sao cô ta tức giận nên cũng làm bộ ngu ngơ. Cô bị sao vậy? Em có làm gì sai hay sao? Mì hết rồi, nguyên liệu nấu mì cũng hết. Cô đặt shipper giao tận nhà đi nghe. Nói xong, Trúc còn nở một nụ cười hiền hòa. Sau đó, mặc kệ trên bàn hay dưới sàn có bao nhiêu sợi mì vương vãi, Trúc vẫn thản nhiên ăn tiếp tô mì còn đang dang dở. Vừa ăn, cô vừa khen ngon. Mì em nấu ngon vậy mà cô Quyền chê. Cô làm em ăn nãy giờ muốn phình cái bụng ra rồi đây nè. Trúc nói xong, cô vô tư ngân nga mấy câu hát, khỏi phải nói gương mặt của Quyền tức giận đến mức nào. Trong lúc Trúc đang hả hê, thì bên ngoài có tiếng động cơ xe. Trúc buông đũa chén xuống, chạy ra ngoài mở cửa. Lúc xe chạy hẳn vào bên trong, Trúc mới biết đó là ông bà chủ. Trúc về rồi đó hả? Em trai của con sao rồi? Ca ghép tim có ổn không? Trúc hơi sững sờ khi nghe bà chủ hỏi vậy. Cô nói, dạ, em của con khỏe hơn nhiều rồi. Ca ghép tim thành công lắm. Vậy khi nào thì xuất viện về nhà? Nghe ba con nói tầm một tháng nữa mới về. Trúc lưỡng lự một lúc sau đó hỏi, sao bà chủ biết em con ghép tim? Dì có nghe dì Bảy nói lại. Bà Ngọc xoa đầu Trúc, dịu dàng lên tiếng. Sau này cứ gọi là cô Ngọc được rồi. Ông Hùng đi ngang nói thêm một câu. Gọi chú bằng chú Hùng, đừng có gọi bằng ông chủ bà chủ nữa. Trúc cảm kích không thôi. Dạ, con cảm ơn ông, dạ cô chú nhiều. Ông Hùng, bà Ngọc bước vào nhà, Trúc nối bước theo sau. Nhưng khi vừa đặt chân vào phòng khách, hai người kinh ngạc không thôi khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt của mình. Ông Hùng thì không có nói gì mà đi thẳng lên phòng luôn. Bà Ngọc nhìn thái độ dửng dưng của con gái mới khó chịu lên tiếng. Chuyện này là làm sao đây hả? Quyền, làm cái gì mà mì tôm văng tứ tung vậy hả? Quyền lướt mắt nhìn Trúc, sau đó thản nhiên đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của Trúc. Trúc thừa biết Quyền sẽ nói vậy, nên bình thản kể lại hết đầu đuôi mọi chuyện cho cô Ngọc và chú Hùng nghe. Cô còn nói thêm. Cổ không ăn, con sợ bỏ thì lãng phí nên ăn hết số mì tôm đó rồi. Tô mì cuối cùng là do cô ấy ném. Con chưa có kịp dọn dẹp thì cô chú về tới đó. Con không có nói láo đâu, trong nhà có camera ghi lại hết rồi. Trúc vừa nói, vừa lấm lét nhìn qua Huyền, thấy ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thủng dặn vật của cô ta đang nhìn mình. Cô rũ mắt xuống không dám nhìn thẳng vào cô ta. Không phải vì cô sợ, mà là không muốn đối đầu trực diện với cô ta khi có người lớn ở đây.
Với lại, người xảo quyệt như Thu Quyền không có nên làm cho cô ta căm thù mình thêm. Nếu có thể, nên hòa giải mới tốt hơn là tiếp tục gây nên sự thù địch. Bà Ngọc nghe Trúc nói, thì thở dài, quay qua cô nàng, dịu giọng. Thôi, con đi dọn dẹp sạch sẽ chỗ này đi, làm xong thì đi nghỉ ngơi cho khỏe. Dạ, con làm ngay. Dứt lời, Trúc chạy đi lấy dụng cụ dọn nhà. Trúc đi, bà Ngọc nhìn cô con gái được chiều hư của mình mà giáo huấn. Con đó, 20 mấy tuổi đầu, học đại học rồi mà hành xử như con nít vậy. Ở nhà còn như vậy thì ra đường còn như thế nào nữa? Mẹ này nói kỳ à. Ra đường thì mạnh ai nấy đi thôi. Người ta không có chọc tới con, việc gì con đi gây sự với người ta. Vậy là con thừa nhận mình là người thích đi gây sự đúng không? Con ghét cái mặt làm bộ làm tịch của nó. Mẹ đổi giúp việc khác đi. Đang yên đang lành tự nhiên đổi là sao? Người là bà Bảy giới thiệu. Không phải con mến bà Bảy lắm hay sao? Nhưng mà con ghét con nhỏ đó. Lúc Trúc cầm chổi đi ra đến nơi thì tình cờ nghe được câu chuyện của hai mẹ con họ. Cô không muốn làm gián đoạn nên đứng tần ngần ngay cửa bếp. Câu nói của Thu Quyền cũng vừa hay lọt vào tai của cô. Trúc cười mỉa mai định bước ra bên ngoài thì Thu Quyền đang ngồi trên ghế bỗng đứng dậy giận dỗi bỏ đi. Lúc đi ngang qua Trúc, cô ta còn liếc mắt nhìn cô đầy hậm hực. Trúc thở dài, lòng tự hỏi cô đã làm gì để Quyền ghét mình như vậy. Thôi, ráng làm trong 3 tháng hè này, sau khi chính thức nhập học thì kiếm công việc khác vậy. Con ở lại dọn dẹp đi, làm xong thì nghỉ ngơi sớm ngang. Thằng Hiển nó có chìa khóa, khi nào nó về tự nó mở cửa. Dạ, con biết rồi. Bà Ngọc quể quải bỏ lên phòng. Trúc dọn dẹp xong cái đống mì vương vãi dưới sàn thì đồng hồ điểm 10 giờ đêm. Trúc mệt mỏi tắt hết đèn ở phòng khách rồi bước ra phía sau. Lúc này cô chợt nghĩ đến Hưng nên ngồi xuống bật tam cấp trước phòng của Thế Hiển, lấy điện thoại ra nhắn tin cho nó. Cả hai nói chuyện qua tin nhắn quên mất thời gian, đến khi nhìn lại thì gần 11 giờ đêm. Trúc đang định đứng dậy đi về phòng mình thì cô nghe như có tiếng động cơ xe vang lên bên tai. Nghĩ là Thế Hiển đã về, Trúc đứng dậy chạy ra cổng. Thấy anh mở chìa khóa, cô hỏi: Sao anh về trễ vậy? Tôi làm trong nhà hàng mà, làm trong nhà hàng thì có bao giờ về sớm đâu. Trúc mở cổng dạt ra hai bên giúp anh lái xe vào, rồi mới khóa cửa cẩn thận. Cô đi nhanh ra phía sau, Thế Hiển cũng vừa mở cửa xe bước xuống. Cả hai vô tình chạm mặt. Cảm xúc trong lòng lúc này hệt như hai giọt nước ở hai dòng chảy khác biệt, vô tình va vào nhau. Ngại ngùng, bối rối, cuối cùng lại không thể tách rời. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Chuyện gì? Chuyện mượn tiền hồi sáng đó hả? Trúc gãi đầu gãi tai, bối rối. Cứ cho là vậy đi. Cô theo tôi đi. Nói xong, Thế Hiển nắm lấy cổ tay của Trúc kéo vào phòng của mình. Cô ngồi xuống đó đi. Có chuyện gì nói mau, tôi còn phải đi ngủ nữa. Anh ấn cô xuống giường, nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc. Nhìn anh như vậy, tự nhiên Trúc thấy hồi hộp. Cô ấp úng. Hôm qua, anh đưa tôi dư 500 ngàn. Thế Hiển giả vờ ngạc nhiên. Vậy à, tôi nhớ là tôi đếm đúng 10 triệu rồi mà. Không, dư ra 500 ngàn. Trúc vừa dứt câu, ngoài mặt Thế Hiển tỏ ra không có chuyện gì quan trọng, chứ bên trong đang mỉm cười hài lòng. Anh nén cảm xúc mãn nguyện. Vậy cô cứ giữ lấy mà xài đi. Vậy tôi mượn luôn 500 đó luôn nghe. Cô đợi tôi tới nửa đêm, chỉ nói cái chuyện đó thôi hả? Không hẳn, còn cái chuyện khác nữa. Là chuyện gì nói nhanh đi, tôi còn đi ngủ. Trúc ậm ừ cho qua chuyện, nhưng sau một hồi đắn đo, cô quyết định nói thật. Anh có thể cho tôi mượn 1 tỷ tiền tiết kiệm của anh được không? Nói ra câu này, Trúc đã không dám ngẩng mặt lên nhìn Thế Hiển, bởi vì số tiền mà cô mượn đã vượt quá quy chuẩn. Một cô gái 19 tuổi dám đi mượn 1 tỷ, trong khi trên người không có gì để người ta tin tưởng, thậm chí lời nói ra cứ như một câu chuyện hài. Trúc biết sẽ không có cái kết trọn vẹn dành cho mình và gia đình, nhưng cô vẫn muốn thử, bởi vì đây là cơ hội duy nhất mà cô có trong hoàn cảnh này, nếu không ba sẽ bán nhà. Dù Thế Hiển đã biết hoàn cảnh của gia đình Trúc thông qua lời kể của bà Bảy, anh cũng muốn giúp đỡ cô, thậm chí tài trợ luôn 1 tỷ đó không cần lấy lại cũng được.
nhưng đã lỡ che giấu thân phận của mình rồi, phóng lao thì phải theo lao, nên anh không muốn gật đầu ngay mà muốn tìm hiểu Trúc nhiều hơn. Tôi với cô quen nhau còn chưa đến một tuần nữa, tôi sao dám cho cô mượn tiền chứ, 1 tỷ không phải là con số nhỏ đâu. Tôi biết, nếu đổi ngược tôi là anh thì tôi cũng không có dám cho mượn. Cô biết vậy sao còn hỏi mượn tiền tôi? Nghe thấy Hiển nói tới đây, Trúc không có cầm được nước mắt, cô nghẹn ngào nói thiệt. Em tôi vừa mới trải qua ca phẫu thuật ghép tim, tiền bệnh viện, tiền chăm sóc, hậu phẫu cho nó, tiền bao nhiêu là tiền nữa, ba mẹ tôi chưa có đóng đủ viện phí, nếu không có tiền thì ba tôi sẽ bán căn nhà ở dưới quê luôn, tới lúc đó cả nhà tôi sẽ thành là người vô gia cư. Nói đến đây, nước mắt của Trúc đã ngắn dài, cô níu lấy bàn tay của Thế Hiển, nức nở nói thêm. Anh cho tôi mượn đi. Anh muốn tôi thế chấp cái gì cũng được. Nếu có thể tôi về quê đem giấy tờ nhà đất cho anh giữ, được không? Nếu nay mai mà không có tiền, ba tôi sẽ bán nhà. Nhìn cô gái trước mặt với đường nét hài hòa, xinh xắn, trong lòng của Thế Hiển dâng lên cảm xúc dao động. Sau đó anh không có tự chủ được mà ôm Trúc vào lòng. Muốn tôi cho cô mượn cũng được, nhưng có một điều kiện. Trúc bàng hoàng trước cái ôm bất ngờ của anh. Cô còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa, thì anh đã nhẹ nhàng đẩy Trúc ra. Cô nhìn anh hoang mang. Điều kiện gì hả anh? Đột nhiên Thế Hiển nhìn chăm chú vào gương mặt trắng hồng của Trúc, rồi đột nhiên ngồi xuống bên cạnh. Số tiền đó tôi để dành cưới vợ và lo cho vợ con. Tôi năm nay cũng sắp bước qua tuổi 36 rồi, làm đầu bếp hay đi sớm về tối, không có thời gian hẹn hò. Lỡ mà cho cô mượn rồi, cô không trả nổi thì sao đây? Lỡ mà tôi có người yêu rồi mà cô chưa có trả tiền, tôi không có cưới được vợ, cô có đền vợ cho tôi không? Nghe nói vậy, Trúc đờ người ra. Vậy anh muốn làm sao mới chịu cho tôi mượn? Đơn giản thôi. Thế Hiển nghiêng đầu nhìn chăm chú, khiến cho Trúc bối rối. Anh có ý gì hả? Cô làm vợ tôi đi, rồi tôi cho cô mượn tiền, coi như 1 tỷ đó là tiền sính lễ tôi cưới cô. Trúc nghe anh nói mà trợn tròn mắt, cả người bất động mấy giây. Trúc còn tưởng mình nghe lầm nên hốt hoảng hỏi lại. Anh có nói giỡn hay không hả? Thế Hiển đưa tay lên cố định lấy đầu của Trúc để cô có thể nhìn thẳng vào mắt của mình. Cô nhìn mặt tôi coi có chỗ nào nói giỡn không? Nghe anh nói vậy, Trúc nhìn chăm chú vào đôi mắt sâu thẳm đó của anh, thời gian dường như đang ngưng động. Khoảnh khắc đó, Trúc ngại ngùng cúi đầu. Biểu hiện của Trúc làm Thế Hiển hài lòng, anh lén mỉm cười rồi xoa đầu cô. Sao, cô có đồng ý làm vợ tôi không? Cô gật đầu là hai chúng ta đi đăng ký kết hôn, tôi sẽ chuyển cho ba cô tiền ngay lập tức. Hôn nhân này có thời hạn suốt đời, khi nào có tiền sẽ tổ chức đám cưới sau. Mặt của Trúc càng trở nên đỏ ửng sau câu nói của Thế Hiển, trái tim cũng đập rộn ràng, không có dấu hiệu dừng lại. Trong lòng thì như có muôn vàn vì sao đang nhảy múa, hai tay bất giác nắm chặt cái vạt áo ngại ngùng. Trúc đang cúi đầu không có dám ngẩng lên, thì đột nhiên trong không khí vang lên một chất giọng như rót mật vào tai của Thế Hiển. Sao, nghĩ đến đâu rồi, có muốn lấy anh làm chồng không? Lấy chồng nhiều tuổi có khi lại hạnh phúc đó chứ. Thế Hiển xoa đầu Trúc, rồi nâng cầm cô lên để cô đối diện với mình. Lúc này anh mới phát hiện hai má của Trúc ửng hồng, rất đáng yêu. Biết cô mắc cỡ, anh không có muốn bỏ qua cơ hội đó có 102 này. Em nhìn em coi, đêm hôm khuya khoác vào phòng con trai mà không có chút đề phòng nào. Không phải là em cũng ngầm tin tưởng nhân cách của anh mới cả gan để mặc anh kéo vô đây đúng không? Nghe nói vậy, Trúc hoảng hồn lên tiếng giải thích. Không phải vậy, tôi muốn nhanh chóng mượn được tiền từ anh cho nên mới theo anh vào đây, chứ không có ý gì khác đâu. Thế Hiển bá đạo bác bỏ suy nghĩ của Trúc, anh nhào nặng hai cái má của Trúc méo xệch, sau đó nghiêm túc. Anh cảm thấy em đang có tật giật mình thì đúng hơn. Trúc tức giận gạt tay Thế Hiển ra, cô gào lên. Tôi không có, tôi nói thật. Vậy anh không có cho em mượn, em đi ra ngoài cho anh. Dứt lời, Thế Hiển đẩy Trúc ra ngoài. Em cứ coi như anh chưa có nói cái gì. Trước khi đóng sầm cửa lại, Thế Hiển đã nói câu này cho cô nghe.
Trúc từ ngỡ ngàng, ngại ngùng cho đến thất vọng toàn tập. Sau đó lủi thủi đi về phòng mình. Thậm chí cô không thèm đi tắm mà thay tạm một bộ quần áo mát mẻ rồi leo lên giường ngủ. Ở bên phòng của mình, Thế Hiển nằm trên giường cười tủm tỉm, lòng thầm nghĩ đêm nay cô gái nhỏ đó thế nào cũng thao thức suốt đêm cho coi. Qua một lúc sau, không biết Thế Hiển nghĩ cái gì mà gác tay lên trán vẻ mặt suy tư. Anh cũng đã gần 36 tuổi rồi, quay qua cay lại 40 tuổi đến nơi. Từ trước tới nay, ngoài mối tình gian dở cay đắng nhiều năm trước ra, thì đến nay cũng chưa có mối tình dắt dai nào cả. Mặc dù nhiều lần mẹ đã nhờ họ hàng mai mối cho anh, nhưng cũng chưa có cô nào khiến anh dao động. Thế Hiển đăm chiêu suy nghĩ, nhớ đến lần đầu tiên gặp Trúc, đôi mắt ngây thơ của cô vậy mà lại khiến anh đắm chìm. Cũng không biết là cảm xúc gì mà chỉ muốn nhìn mãi vào đôi mắt long lanh như chứa muôn dạng gì sau đó của cô. Sáng hôm sau, nghe tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi ở đầu giường, Trúc quẩy quải ngồi bật dậy, gương mặt vẫn còn ngái ngủ với hai mắt híp sâu vào nhau, không có muốn mở ra. Quần thâm hiện rõ như người mất ngủ. Trúc bước xuống giường, đi thẳng vào phòng tắm theo thói quen. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, tinh thần mới tỉnh táo hơn một chút. Nhưng khi Trúc nhìn mình ở trong gương, thì hốt hoảng rồi lấy cái lọ kem dưỡng da rẻ tiền bôi lên cái chỗ quần thâm mắt đó. Nếu không che đi, thế nào Thế Hiển cũng cười cô, trách ai kia làm cho mình trằn trọc suốt đêm không có ngủ ngon giấc. Đang làm, thì bỗng nhiên cái điện thoại trên tủ đầu giường đổ chuông, nghĩ là ba gọi tới, cô lật đật bỏ cái lọ kem trên bàn, rồi chạy cầm cái điện thoại lên ấn nút nghe. Trúc à, ba con bán nhà hay sao mà từ tối qua tới bây giờ bà thấy bác hai của con giăng dây giăng lối tùm lum đây nè. Giọng của bà Bảy hấp tấp vang lên trong điện thoại, làm cho Trúc trong phút chốc không có giữ được bình tĩnh, cô lớn tiếng. Ba con đâu có bán nhà cho ai đâu. Vậy à, bay hỏi lại ba bay coi, bán ai thì bán, đừng có bán cho bác hai của mày, cái thằng đó nó keo kiệt bủng xỉnh, toàn tính từ đó tới bây giờ mà. Dạ con biết rồi, để con gọi lại cho ba con liền. Trúc vội vàng ngắt kết nối, rồi lập tức gọi cho ba mình. Đầu dây bên kia ông Vũ, ba Trúc chưa kịp nói gì thì Trúc đã lên tiếng chất vấn. Ba bán nhà cho bác hai rồi hả ba? Đầu dây bên kia chỉ nghe tiếng ông Vũ thở dài rồi khẽ đáp. Chưa con à, ba chỉ định bán cho bác thôi. Con đã dặn ba đừng có bán rồi mà, bây giờ ông ta giăng dây tùm lum ở nhà của ba rồi kìa, bà Bảy giờ mới gọi lên báo cho con biết đó. Số tiền bán mảnh vườn sắp hết rồi, không bán thì tiền đâu ba mẹ xoay sở đây hả con? Mượn tiền nhiều lần quá mà chưa có trả được, người ta không có cho mình mượn nữa. Bán đất cho bác hai, bác ấy sẽ chồng tiền cho mình ngay. Ba đừng có bán, con mượn được tiền rồi, để vài hôm nữa con đem tiền về vào diện cho ba. Đầu dây bên kia, ông Vũ đã không còn giữ được bình tĩnh, liền cao giọng. Con mượn ai? Mượn ở chỗ nào? Đừng có tài lanh nghe hung. Mượn cái bọn cho vay nặng lãi là chết không có kịp trối đó nghe con. Tụi nó là quân ăn cướp đó. Bà yên tâm đi, chỗ con mượn uy tín lắm. Thôi con cướp đây. Nói xong, Trúc lật đật chạy giọt ra khỏi cửa. Đắn đo hoài mới có dũng khí mà bước qua căn phòng đối diện. Cô đứng tần ngần ở đó một lúc rất lâu, cho đến khi Thu Quyền từ trong căn nhà lớn bước ra quát vào mặt của Trúc. Ê, con kia, mặt trời mọc rồi mà mày không có chịu bước lên trên nấu bữa sáng cho cả nhà hả? Cái thứ gì, mày là cháu bà Bảy giới thiệu lên đây làm, sao mày không có giống bà chút nào hết trơn trọi vậy? Trúc giật mình, quay đầu lại thì bắt gặp gương mặt câu có như đòi nợ của Thu Quyền. Cô không nói gì mà lẳng lặng đi vào trong nhà. Ở bên tai vẫn còn nghe tiếng Thu Quyền mắng chửi. Mới sáng sớm à, đã đứng chầu chực trước cửa phòng trai trẻ, đúng là cái thứ con gái mất nết. Thu Quyền tưởng bên trong phòng là một người làm công khác cho nhà mình nên mới vô tư mà nói vậy, chứ nó biết đó là anh trai của mình, chắc nó chửi Trúc còn kinh thiên động địa hơn. Nghe Thu Quyền nói vậy, Trúc thật muốn quay đầu lại tát cho cô ta một cái để cô ta tỉnh ngộ rằng trên đời này giàu nghèo, đẹp hay xấu đều bình đẳng như nhau. Nhưng khi nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của mình, Trúc nhịn để học cách trưởng thành, chín chắn hơn trong mọi hoàn cảnh. Lên đến nhà trên,
thấy ông bà chủ ngồi sofa phòng khách, Trúc lễ phép gật đầu rồi lên tiếng. Dạ, cô chú muốn ăn cái gì con nấu? Thôi, nấu làm chi mất công, con chạy ra ngoài đầu đường mua 5 tô phở về đây ăn cho nó lẹ. Nói rồi, bà Ngọc móc túi đưa một tờ tiền 500 ngàn cho Trúc. Dạ, con đi ngay đây. Cô nhận tiền từ tay bà chủ rồi đi thẳng ra cửa, nhưng đi chưa được bao nhiêu bước thì bị Thu Quyền réo trở lại. Khoan đã, tao không thích ăn phở, mày đi mua bún măng vịt cho tao. Dạ, em biết rồi. Trúc tiếp tục bước nhanh ra cửa. Ở trong nhà, Thu Quyền nhếch môi cười gian xảo. Bún măng vòng vòng ở chỗ này làm gì có. Tao cho mày kiếm tới chiều, ai kêu mày dám chọc tao. Ai kêu anh Tâm thích mày làm chi. Trúc vừa mới bước ra khỏi cửa, thì lập tức mở điện thoại lên, đặt ngay một suất bún măng vịt giao đến tận nhà. Sau đó cô mới ung dung đi mua phở. Quán phở cách nhà không có xa lắm, nên nửa tiếng là cô đã về đến nhà. Vừa mới nhìn thấy cô bước vô, Thu Quyền đã gào lên. Bún của tao đâu? Mày không có mua hả? Biết là thế nào Thu Quyền cũng mắng, nên Trúc đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Cô nhẹ giọng. Em tìm hoài mà không có thấy quán nào bán bún măng vịt cả, cho nên đã đặt giao hàng tận nơi luôn rồi, chắc một lát họ đem tới. Trúc vừa mới dứt câu, gương mặt của Thu Quyền trở nên khó coi. Cô cũng nhận ra được điều này, nhưng không nói gì. Ngoài mặt cố tỏ ra ngơ ngác ngây thơ, chỉ trong lòng thì cười như được mùa. Thời đại nào rồi chứ? Cô cũng đã 19 tuổi, nhà quê thì nhà quê, mà đến cái đặt đồ ăn qua mạng cũng không biết thì không còn gọi là nhà quê nữa, mà gọi là cù lần. Trúc mặc kệ ánh mắt thù địch của Thu Quyền đang nhìn mình, mà xách theo mấy cái túi phở đi thẳng vào bếp, hầm nóng lại rồi đổ ra tô cho ông bà chủ. Bà chủ không có vội cầm đũa mà nhìn Trúc ân cần. Con cũng làm tô của con đi, rồi đem ra đây cùng ăn cho vui. Dạ, con cảm ơn cô chú. Trúc trở vô bếp, hầm lại cái tô phở của mình, rồi mang phở ra ngoài ngồi ăn cùng mọi người, mặc kệ ở phía đối diện có người không ưa. Đang ăn thì nghe tiếng còi xe inh ỏi ngoài sân, Trúc nhanh chân chạy ra mở cửa. Một phút sau cô mang bún măng vịt vô. Có bún măng rồi, để em vào bếp hâm nóng lại cho chị nghe. Đi ngang qua chỗ của Quyền đang ngồi, Trúc nhỏ nhẹ lên tiếng. Ông Hùng thấy con gái mặt mày cau có thì lên tiếng hỏi. Ai chọc con mà nhìn cái mặt của con y như là đòi nợ mới về vậy? Con ghét nó. Con đó nghe, lớn hơn người ta 2 tuổi thì phải làm sao cho ra dáng là chị chứ. Nếu không con Trúc nó cười cho đó. Con ghét nó, nhìn cái mặt nó con không ưa. Bà Ngọc chen vào một câu răn dạy con gái. Ghét người ta thì ghét sao cho nó quân tử, đừng có ném đá giấu tay là được rồi. Con lớn rồi mà. Trúc đang lui hui trong bếp, vô tình nghe mọi người nói chuyện với nhau, cũng chỉ biết mỉm cười cho qua. Ai ghét thì ghét, cô không có quản được, chỉ hy vọng con gái của bà chủ như lời bà chủ nói, ghét cho quân tử, đừng có ghét cái kiểu tiểu nhân. Trúc hâm nóng tô bún măng rồi đem ra tận bàn cho Quyền. Chị ăn đi, em đã hâm nóng lại rồi. Trúc mặc kệ Thu Quyền có trả lời mình hay không, cô thản nhiên đi vòng qua bên này, ngồi xuống chỗ cũ, ăn tiếp tô phở còn dang dở. Ăn xong, Trúc đợi Quyền đi ra ngoài mới trả lại tiền thừa cho bà chủ. Cô còn hỏi bà chủ về công việc hàng ngày của mình phải làm. Trong lúc trò chuyện cùng với bà, Trúc mới biết trước kia bà Bảy nấu ăn rất ngon nên cả nhà ít khi nào ăn đồ ăn ở bên ngoài. Do Trúc mới đến cái gì cũng còn bỡ ngỡ nên bà chủ không cho cô nấu. Nếu nấu ăn không ngon thì từ từ học sau. Công việc mà cô làm cũng không có gì ngoài những việc nấu cơm, giặt giũ, lau nhà, tỉa cây, giặt quần áo bằng máy cũng không có vất vả lắm. Có sợ chỉ sợ cô tiểu thư đanh đá của nhà này cố tình làm khó thôi. Trúc định bắt tay vào công việc đầu tiên. Lúc đi ra sau nhà thì gặp Thế Hiển từ trong phòng bước ra. Giây phút mặt đối mặt với anh, Trúc thoáng ngại ngùng nên rất nhanh đã quay mặt đi chỗ khác. Thế Hiển thấy vậy cũng lờ đi luôn. Anh lướt qua người cô như chưa từng quen biết. Khi anh lướt qua rồi, Trúc có cảm giác tim mình đập rất nhanh. Cảm xúc lạ lẫm này làm cô không có tự nhiên. Nhưng khi nghĩ đến hoàn cảnh của gia đình thì bao nhiêu cái sự ngại ngùng mắc cỡ nó bay đi đâu mất.
Trúc vội vàng quay đầu đuổi theo Thế Hiển, thì anh đã lên xe rời đi. Trúc thất vọng đứng lặng người nhìn theo. Cả ngày hôm đó, cô cứ đi ra đi vào trông ngóng ra cửa, coi Thế Hiển về chưa. Dù biết là tối anh mới về, nhưng cô vẫn cứ ngóng anh. Buổi chiều, Trúc thử nấu những cái món ăn đạm bạc thôn quê như là đậu bắp hấp cơm dầm nước tương tép mỡ, thịt heo rim xả ớt với canh chua cá riêu hồng cho mọi người ăn. May là mọi người lại ăn rất ngon, cũng không có ai phàn nàn cái gì. Trúc cũng được cô chú chủ nhà cho ngồi ăn chung. Nhưng khi cô định ngồi xuống ghế, thì bắt gặp ánh mắt không có hài lòng của Thu Quyền. Nên thôi, cô không có ngồi nữa mà khéo léo từ chối. 11 giờ đêm, Trúc vẫn còn ngồi ở bậc tam cấp trước phòng của mình chờ đợi Thế Hiển trở về. Tối hôm qua, cô đã suy nghĩ suốt đêm, điều kiện mà Thế Hiển đưa ra cũng không phải quá đáng gì. Thậm chí với cô mà nói số tiền đó quá lớn, với một cô gái nhà quê như cô thì 1 tỷ tiền sính lễ đã là chuyện hiếm. Nhưng cô vẫn còn đắn đo một điều rằng Thế Hiển có phải là người tốt, có xứng đáng để cô gửi gắm suốt cuộc đời hay không? Bây giờ cô quyết định rồi, thay vì ngồi đây suy nghĩ đắn đo thì chi bằng đồng ý vẫn hơn. Sớm hay muộn gì cũng lấy chồng, thì có lấy bây giờ sao mà không được chứ? Cô đang bần thần suy nghĩ thì chợt nghe có tiếng động xe hơi. Biết là Thế Hiển về, cô vội vàng chạy ra mở cổng. Anh về rồi hả? Hôm nay về trễ hơn hôm qua đó. Thế Hiển vừa mới xuống xe là Trúc bám riết lấy anh không có buông. Cô lải nhải ở bên tay anh đến khi anh mở cửa phòng của mình. Khi Thế Hiển bước hẳn vào bên trong, Trúc cũng bước vào theo. Cái gì vậy? Nửa đêm rồi không về ngủ đi qua đây làm cái gì? Hả? Đừng có nói là em hối hận vì hôm qua đã từ chối anh đó nghe. Đối diện với câu hỏi cùng với sự chất vấn của anh, Trúc ngập ngừng không muốn trả lời. Sao? Nói cái gì đi? Còn không nói thì đi về cho người ta ngủ, mai còn đi làm nữa. Đợi một chút đi, muốn người ta trả lời phải cho người ta thời gian suy nghĩ chứ. Được, vậy cứ đứng đó suy nghĩ đi, anh đi tắm. Nói rồi Thế Hiển đi lại cái tủ, lấy ra một cái quần đùi rồi đi thẳng vào nhà tắm. Đang bước đi thì bóng dáng nhỏ nhắn từ đâu lao đến chặn trước mặt của anh. Ê, anh đừng có tắm, tắm đêm nguy hiểm lắm, anh đừng có tắm. Không tắm thì thôi, anh đi thay cái quần. Nói rồi Thế Hiển mỉm cười xoa đầu Trúc đi thẳng vào phòng tắm. Một lát sau anh trở ra, trên người chỉ có duy nhất cái quần ngang gối. Vậy mà rất hợp với dốc dáng cao ráo của anh, bờ vai rộng, cơ bụng săn chắc, gương mặt với những đường nam tính góc cạnh, nhìn sao nó cũng thấy thu hút người đối diện. Cảnh tượng trước mắt khiến cho Trúc đứng hình, vội vàng đưa mắt nhìn ra chỗ khác vì quá ngại ngùng. Trúc chữa cháy cho tình huống bối rối của bản thân bằng một câu nói. Nhìn anh không giống đầu bếp chút nào cả. Không có giống đầu bếp thì giống cái gì? Giống người mẫu hơn. Vừa dứt câu, Trúc có cảm giác ánh mắt của Thế Hiển nhìn mình có hơi khác lạ, khóe miệng còn mỉm cười. Trúc bối rối rồi quay mặt đi. Cô đang ngại ngùng thì đột nhiên bên tai giọng nói của Thế Hiển cất lên. Sao? Lời đề nghị hôm qua của tôi em thấy thế nào? Thế Hiển bước lại mép giường rồi ngồi xuống bên cạnh Trúc. Nói anh nghe coi, em nghĩ thế nào? Đồng ý làm vợ anh không? Anh lo cho ăn học đàng hoàng. Sau khi em ra trường, mình sẽ cưới nhau. 1 tỷ anh cho ba mẹ của em trước làm tiền sính lễ. Nghe anh nói mà tim của Trúc đập rộn ràng, trong lòng như có muôn vàn cảm xúc bay bổng thay phiên nhau ngự trị. Sau một lúc chần chừ, cuối cùng thì Trúc quyết định nói rõ lòng mình. Nhưng hai đứa chúng mình không có tình yêu, lỡ sau này anh tìm được người khác phù hợp hơn thì sao? Thế Hiển đang chăm chú nhìn cô gái nhỏ bên cạnh, nhưng khi nghe câu nói chân thành của cô, anh không có nhịn được cười. Anh có thời gian đâu mà đi tìm người khác, trong khi người trước mắt sờ sờ ra đó không tìm, đi tìm ở đâu xa chứ? Trúc nghiêng đầu nhìn Thế Hiển, nhận thấy gương mặt nghiêm túc, điềm đạm, chững chạc của anh, không hiểu sao trong lòng lại có một niềm tin mãnh liệt dành cho anh. Nhưng bao nhiêu đó không có làm cho cô yên tâm được. Lấy cái gì để đảm bảo sau này anh không có bỏ em đi cưới cô gái khác? Thế Hiển lại cười trước sự ngây ngô của Trúc. Nếu em nghĩ anh như vậy
thì anh đâu cần phải mạo hiểm lấy 1 tỷ ra để đánh đổi. Anh là thật lòng đó. Đột nhiên Trúc giơ đôi bàn tay chai sần của mình lên rồi áp vào hai bên má của Thế Hiển, cố định cái đầu của anh để anh nhìn thẳng vào mắt mình. Trong giây phút mặt đối mắt này, trái tim của Trúc lại bắt đầu đập rộn ràng. Cô kiên định. Anh thề đi, là anh thật lòng đi, không có một chút nào giả dối đi, không có lừa gạt em đi. Anh thề đó, là anh thật lòng. Nếu như anh có nửa lời không có thật lòng, cho xe đụng anh chết đi. Thế Hiển chưa kịp nói trọn vẹn thành câu thì bị bàn tay nhỏ nhắn của Trúc ngăn lại. Được rồi, em tin anh. Em nói vậy là em đồng ý rồi có phải không? Em đồng ý, mà anh không có được nói chuyện này cho ba mẹ của em biết đó. Thế Hiển cau mày. Vì sao chứ? Nếu ba mẹ biết sẽ thất vọng lắm, còn bà con họ hàng nữa, họ sẽ bàn tán đàm tiếu mỗi ngày, sao ba mẹ chịu nổi? Nói ra ba mẹ của anh xem thường em, nói em vì tiền mới lấy anh thì làm sao? Vậy nếu như anh không có 1 tỷ, thì em có lấy anh không? Nếu như em trai của em không có bị bệnh, ba mẹ của em không có lâm vào bước đường cùng, thì anh nghĩ coi em có đến nhà anh làm việc không? Em với anh không có cơ hội gặp nhau, em sẽ theo nhỏ hơn, công việc làm thêm của nó tuy lương không có cao, nhưng ổn định lâu dài. Em nói vậy là vì em trai, vì ba mẹ mới lấy anh, đúng không? Cứ cho là vậy đi, nếu em lấy anh rồi thì nhất định sẽ chung thủy mà. Thiệt không đó, hay chỉ muốn biết nói suông vậy thôi? Em nói thiệt. Anh thấy nghi ngờ lắm mà nghe, em trẻ trung xinh đẹp. Nếu sau này gặp anh chàng tốt hơn anh, hổng chừng em đi theo họ luôn, bỏ anh, dù gì anh cũng lớn hơn em 16-17 tuổi. Anh không tin thì hãy để thời gian trả lời đi. Dứt lời, Trúc đứng dậy, bước ra ngoài, liền bị Thế Hiển kéo lại. Anh mạo muội cúi xuống, đặt trên môi của Trúc một nụ hôn chớp nhoáng. Vậy thì ngày mai anh chở em đi đăng ký kết hôn. Trúc há hốc miệng kinh ngạc, hai mắt đứng hình trước câu nói bất ngờ của anh. Đăng ký kết hôn luôn hả? Ừ, em làm gì mà kinh ngạc vậy? Em chỉ cảm thấy cái chuyện này cứ sao sao đó, cứ như phim vậy. Nó đến lẹ quá, mà kết thúc cũng rất là nhanh chóng. Vậy thì em cứ xem như là câu chuyện của mình là một cổ tích giữa đời thường đi. Ừ, tự dưng có người cho mình 1 tỷ với điều kiện mình phải kết hôn với họ, nghe qua cứ như là phim ngôn tình vậy đó. Quyết định vậy nghe. Ngày mai anh xin nghỉ một bữa, chở em đi đăng ký kết hôn. Em cũng xin ông bà chủ nghỉ luôn đi. Ông chủ bà chủ biết tụi mình kết hôn nhất định sẽ vui lắm đó. Sau khi tận mắt thấy căn phòng của Trúc tắt đèn, Thế Hiển mới bước lên nhà trên gõ cửa phòng của ba mẹ. Cửa vừa mở ra, nhìn thấy con trai, bà Ngọc không có giấu được vẻ kinh ngạc. Sao không xuống dưới ngủ đi, nửa đêm nửa hôm lên đây tìm ba mẹ mẫn gì? Thế Hiển không bước vào mà đứng ở bên ngoài, nghiêm túc nhìn vào trong rồi nói. Ngày mai con với Trúc đăng ký kết hôn, con tin tưởng vào nhân cách của cổ. Con có thật là muốn cưới người ta hay không đó? Hay là con sợ cuối năm bị mẹ ép duyên nên tìm cách cưới đại cho qua chuyện? Con cưới thiệt đó. Mẹ không có ngăn cản con, muốn cưới ai thì tùy con quyết định. Nhưng mẹ vẫn còn một thử thách dành cho nó đó. Nếu qua được, mẹ sẽ làm đám cưới cho hai đứa. Còn không thì dù có đăng ký kết hôn, mẹ cũng không có chấp nhận nó đâu. Nghe mẹ nói vậy, Thế Hiển đâm ra lo lắng. Nên anh quyết định kể lại lần đầu tiên anh gặp gỡ Trúc cho bà Ngọc nghe. Thậm chí chuyện anh quên mang tiền ăn hủ tiếu hay cố tình để dư ra một tờ 500 ngàn để thử nhân cách của Trúc, anh cũng thật tình nói ra cho mẹ biết. Thế Hiển nhìn mẹ nghiêm túc nói. Con tin tưởng Trúc là một cô gái hiền lành, lương thiện đáng yêu. Với lại cô ấy chỉ mới 19 tuổi, chưa có trải đời nhiều, đôi khi suy nghĩ cũng không có được thấu đáo đâu. Mong mẹ đừng có gay gắt quá. Con lo xa quá rồi đó. Mẹ không có phân biệt giàu nghèo gì đâu. Mẹ và ba của con cũng đi lên từ nghèo khó. Cái mẹ mong muốn là con có thể tìm được một người xứng đáng với mình. Đừng có giống như con Trang, vừa mới gặp được cái thằng giàu có thì bỏ con đi theo người ta, lại còn không có sợ thiên hạ đàm tiếu mà mời đám cưới con nữa chứ. Đổi lại là mẹ bốc phốt nó lên mạng cho nó biết mặt à. Bây giờ không biết con nhỏ đó nó sống chết thế nào nữa. Mẹ à, có nhiều chuyện đừng có nhắc tới sẽ tốt hơn đó. Thôi, con về phòng đây,
ngày mai con dậy sớm chở Trúc đi đăng ký kết hôn. Nói xong, Thế Hiển quay đầu bước đi ra ngoài. Bà Ngọc đứng lặng người nhìn theo bóng con trai đến khi khuất hẳn. Đóng cửa phòng lại, gương mặt của bà lộ ra sự bất an. Ông Hùng thấy vợ thức dậy lúc nửa đêm, vẻ mặt đăm chiêu như đang lo lắng một điều gì đó. Ông từ trên giường ngồi bật dậy. Có chuyện gì hả em? Bà Ngọc thấy gương mặt hoang mang của chồng nên đành nói thật để hai vợ chồng cùng lo liệu. Sau khi kể hết mọi chuyện cho ông Hùng nghe, ông không nói gì mà bình thản trả lời. Anh tin tưởng thằng Hiển, nó sẽ không có làm chúng ta thất vọng đâu. Em cũng biết vậy, nhưng vẫn cứ lo anh à. Em quên là chúng ta cũng đi từ nghèo khó đó sao? Cho nên việc thằng Hiển có cưới ai thì anh cũng vui vẻ chấp nhận. Dạng vật trên đời có ai là hoàn hảo đâu em. Miễn vợ thằng Hiển lương thiện, thật thà, ngoan ngoãn, con trai mình ở bên cạnh nó được vui vẻ, hạnh phúc là anh cũng yên tâm rồi. Ông Hùng ngước mặt lên trần nhà, rồi bồi hồi nhớ lại hoàn cảnh của gia đình hơn 15 năm về trước. Lúc đó Thu Quyền vẫn còn nhỏ, cả nhà bốn người sống trong một ngôi nhà trọ cũ kỹ. Hai ông bà lãnh hàng gia công về nhà làm. Sau nhiều năm vất vả làm thuê cho công ty, thì hai người cũng đã mở cho mình một phân xưởng nhỏ để tự mình gia công, còn thuê thêm nhiều người đến làm. Chuyện làm ăn cũng chỉ ổn định một thời gian thôi, thì gặp khủng hoảng phá sản, hai vợ chồng lại bắt tay làm lại từ đầu. Có lẽ Thế Hiển hiểu nổi vất vả của ba mẹ, nên nung nấu ý định mở một nhà hàng. Cứ nghĩ ý tưởng đó chỉ là thoáng qua thôi, ai ngờ Thế Hiển làm thiệt. Nó nghỉ học đại học lén lút đi học nấu ăn, cho đến khi hai vợ chồng phát hiện thì mọi sự cũng đã rồi, nên đành ủng hộ quyết định của con trai. Năm đó Thế Hiển hơn 20 tuổi, đã có trong tay một chiếc xe đồ ăn đi bán dạo, mà chiếc xe đó ông bà lấy hết số tiền tiết kiệm mới mua được. Đến nay đã hơn 15 năm, từ một chiếc xe bán hàng lưu động, Thế Hiển cũng đã mở cho mình một nhà hàng mang tên Phố Xưa. Hương vị của từng món ăn mà anh cất công học hỏi nhiều nơi, tự mình trải nghiệm rồi chế biến ra đã trở thành thương hiệu mà rất nhiều bạn trẻ ưa chuộng. Thậm chí là suốt một năm nay, cửa hàng nhượng quyền cũng lần lượt có mặt ở Nhật, Hàn. Trong thời gian tới, cửa hàng đầu tiên ở Hà Nội cũng sẽ khai trương. Đến hôm nay, cái nghề may giúp cho ông bà nuôi sống gia đình hậu phương vững chắc cho Thế Hiển thành công như hôm nay. Ông bà vẫn còn làm, tuy nhiều lần khốn đốn, nhưng vẫn còn trụ đến tận bây giờ. Em chỉ mong là như vậy, cũng hy vọng con mình rút được một bài học sau khi trải qua mối tình buồn. Em hiểu được như vậy là tốt rồi. Thôi, ngủ đi nghe. 8 giờ sáng hôm sau, Thế Hiển thức dậy từ khá sớm. Anh mặc bộ quần áo chỉnh tề, chau chuốt cho bản thân thêm bảnh, rồi đi gõ cửa phòng của Trúc. Mãi đến 15 phút cánh cửa mới mở ra. Em còn chưa thay quần áo nữa hả? Đầu tóc Trúc rối bù bước ra bên ngoài, đưa tay lên che miệng ngáp một cái. Hôm qua thức khuya mà. Thế Hiển nhìn bộ dạng bơ phờ của Trúc mà không nhịn được gõ đầu cô. Em quên hôm qua chúng ta nói cái gì rồi sao? Nghe anh nói vậy, Trúc sực tỉnh vội vàng đóng cửa lại. Em quên mất, đợi em một chút nghe. Trúc trở vào phòng. Chọn lựa hoài, cuối cùng quyết định mặc đơn giản quần tây sơ mi giống với anh. Sau khi chuẩn bị xong, cả hai đi vòng ra nhà trước. Thấy ông Hùng và bà Ngọc ngồi trên sofa, Trúc lễ phép cúi đầu chào. Cô chú cho con nghỉ hôm nay được không? Con có chuyện quan trọng đi với anh Hiển. Hai đứa đi đâu hả? Bà Ngọc nhìn Trúc nghiêm túc hỏi. Mặc dù đã biết trước, nhưng bà Ngọc vẫn cố tình tỏ ra không biết gì để xem biểu hiện của Trúc. Thấy cô cúi đầu ngại ngùng, bẽn lẽn rất là chân thật, bà Ngọc mỉm cười hài lòng. Thôi, nó không trả lời thì con trả lời đi Hiển. Bà Ngọc giả vờ quay qua con trai nói với chất giọng bông đùa như chủ giấy tớ. Thế Hiển nhìn gương mặt ngại ngùng của Trúc, muốn nói, nhưng bị cô thúc cùi chỏ vào hông đau đớn. Bên tai nghe giọng cô lý nhí. Đừng có nói, chuyện này nói ra nghe kỳ cục lắm. Thế Hiển mỉm cười mà kệ Trúc, anh vô tư. Dạ, tụi con đi đăng ký kết hôn. Thôi, tụi con đi luôn đây. Nói xong, Thế Hiển không đợi Trúc có phản ứng gì đã kéo cô ra xe.
khi xe chạy trên đường, Trúc cáu giận chất vấn anh. Sao nói chi vậy? Thiệt là ngại chết đó. Em không có thấy hồi nãy dì Ngọc rất vui đó sao? Nhưng như vậy cô không có được. Lỡ mà cô ấy nói với bà Bảy thì sẽ bị lộ hết còn gì. Không có đâu em à. Em lo xa quá đó. Nói ra không chừng, dì Ngọc còn cho em đến nhà hàng phụ bếp cho có chồng có vợ nữa kìa. Nghe Thế Hiển nói vậy, Trúc trở nên hào hứng. Anh nói thiệt hả? Em có thể đến nhà hàng làm cùng với anh sao? Thiệt chứ sao ông thiệt? Vậy thì tốt quá rồi. Trúc đang trong trạng thái vui vẻ thì đột nhiên ngừng lại, vẻ mặt đăm chiêu. Ông bà chủ không có cho đâu. Em nghĩ rồi, việc nhà ai làm? Trên đời này cũng đâu phải chỉ có mình em biết làm việc nhà đâu. Đến lúc đó anh nói giúp em nghe. Ừ, để nói cho. Mà anh làm thuê cho cô chú hả? Ừ, anh là đầu bếp. Nhà hàng mà anh đang làm là của con trai của họ đó. Em có nghe dì Bảy nói anh làm đầu bếp. Xe chạy thì bỗng Thế Hiển nhớ đến chuyện gì đó. Anh hấp tấp nói một tràng. Em có mang theo căn cước công dân không đó? Không có thì không có làm được đâu. Em lúc nào cũng mang theo mà, đầy đủ luôn, không có thiếu. Vậy thì được rồi. Anh sợ em quên mang theo là phải chạy về nhà lấy đó. Thủ tục đăng ký kết hôn bây giờ đơn giản lắm, làm rất nhanh. Xe đi một lúc là tới nơi. Thế Hiển mở cửa bước xuống xe rồi đi vòng qua bên này mở cửa cho cô. Anh thấy Trúc ngồi yên bất động ở trên ghế, hai tay đang chặt vào nhau, gương mặt có vẻ căng thẳng. Thế Hiển lẳng lặng đưa tay ra chạm nhẹ vào bờ vai mảnh khảnh của Trúc rồi cất giọng dịu dàng. Em không muốn à? Nếu không muốn thì anh cũng không có ép em làm gì nữa. Vậy chúng ta có thể về, không có sao đâu. Trúc im lặng một lúc rồi ngước mắt lên, cô nhìn thẳng vào mắt của anh khẽ nói. Em lo lắng không biết sau này mình sẽ làm cái gì nữa, nếu ba mẹ biết họ sẽ thất vọng về em lắm. Thế Hiển đưa tay ra, Trúc liền đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào để anh đỡ xuống. Khoảnh khắc này cô thấy tim mình xao xuyến đến lạ, một cảm giác tin tưởng khiến cho cô muốn xà vào lòng của anh. Trúc chăm chú nhìn người đàn ông trước mắt mình cho đến khi bị anh bất ngờ xoa đầu. Vậy thì em ráng sống cho tốt vô, kiếm thật nhiều tiền vào để ba mẹ lúc nào cũng tự hào về em. Nghe mấy lời này của anh, trong tim Trúc như có một làn nước ấm chạy qua người, xúc động không thôi. Trúc trao cho anh nụ cười rạng rỡ, rồi cả hai nắm tay nhau bước vào Ủy ban Nhân dân phường, nơi họ sẽ cùng nhau làm thủ tục đăng ký kết hôn, nếu có thiếu sót gì sẽ bổ sung sau. Làm thủ tục đăng ký kết hôn không mất quá nhiều thời gian. Lúc hai vợ chồng trẻ bước trở ra, phát hiện cũng còn rất sớm, nên Thế Hiển chở vợ đến thăm ba mẹ của cô. Trên đường đi, Thế Hiển tấp xe vào lề đường, ghé ăn mỗi người một tô bún cho nó no cái bụng. Em trai của em nằm ở bệnh viện nào? Bệnh viện chuyên khoa tim. Bây giờ anh chở em qua đó luôn nghe. Thiệt hả? Thiệt chứ sao, giỡn em làm gì? Trúc hấn hở ra mặt, sau đó đăm chiêu suy nghĩ. Kỳ này có Thế Hiển đi cùng, ba mẹ chắc là sẽ tin những lời của cô nói thôi. Nhìn cái mặt sáng láng của anh đáng tin cậy vậy mà. Trúc mỉm cười, mãn nguyện, nhìn Thế Hiển cảm kích không thôi. Nhận thấy biểu hiện khác lạ của Trúc, anh liền hỏi. Sao tự dưng nhìn anh mà mỉm cười vậy? Mặt anh dính gì hả? Trúc bối rối mà không nhìn nữa. Tới bệnh viện, anh nói với ba mẹ em, anh là đồng nghiệp làm chung chỗ làm với em nghe, nói vậy ba mẹ em sẽ tin đó. Ừ, nghe em hết. Sau khi ăn xong, cả hai lại tiếp tục lên đường. Đi một lúc thì ghé qua siêu thị mua quà bánh cho thằng Minh nó vui. Không bao lâu mà đã đến bệnh viện nơi em Minh đang nằm điều trị sau ca ghép tim. Ngồi trên xe, Trúc đã gọi điện thoại thông báo cho bà mẹ biết. Vì đường vào bãi xe có mấy chỗ lồi lõm, lõm chõm, mưa lớn, nước đọng khó đi, nên Trúc xuống xe trước, đứng đợi Thế Hiển ở bên ngoài. Đột nhiên, Trúc bị giọng nói cọc cằn thô lỗ phía sau lưng mình làm phiền. Tao đã đóng tiền viện phí cho ba mày rồi, mày còn chưa vừa ý nữa hả? Quý vị và các bạn,
vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Cưới Vợ Quê, tác giả Đình Lam. Lâm Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 3.